Chuyển sang một thông tin thú vị khác. Thưa quý vị, vừa qua, Viện Khảo cổ Vật sử Mexico cho biết đã xác định được một loài khủng long mới sau khi tìm thấy mẫu vật có niên đại từ cách đây 73 triệu năm tại miền Bắc Mexico. Đặc điểm nổi bật của loài này là hiền lành và nói nhiều. Thông báo của Viện cho biết cách đây khoảng 72 đến 73 triệu năm, một loài khủng long ăn cỏ khổng lồ đã chết trong một vùng nước đầy trầm tích. Vì vậy, xác của nó đã nhanh chóng bị đất bao phủ và được bảo tồn qua thời gian. Loài khủng long này có tên khoa học là Latolopa gallorum. Đuôi của nó được phát hiện đầu tiên tại khu vực General Cepeda thuộc bang Coahuila, miền Bắc vào năm 2013. Việc khai quật được tiếp tục và các nhà khoa học đã phát hiện ra 80% bộ xương của con khủng long này gồm hộp sọ và xương sống dài 1,32 m cùng với xương đùi và xương vai, cho phép các nhà nghiên cứu khẳng định rằng họ đang có trong tay một loài khủng long chưa từng được phát hiện. Hiện tại, các nhà khảo cổ vẫn đang tiếp tục thu thập thông tin về loài khủng long mới này. Viện khẳng định đây là trường hợp đặc biệt trong ngành khảo cổ Mexico.